Kính chào quý khán giả và các đồng chí, một loại vũ khí có thể phá các loại như hàng rào, bãi mìn, tạo ra cửa mở thích hợp cho bộ binh, xe tăng hay là tàu tấn công vào các cứ điểm của địch, đó chính là vũ khí phá vật cản mở cửa. Lịch sử phát triển của loại vũ khí này trên thế giới đã có từ lâu. Tại Việt Nam ta, chúng được phát triển và sử dụng như thế nào? Chương trình tạp chí khoa quân sự tuần này sẽ cùng quý khán giả và các đồng chí cùng tìm hiểu về chủ đề này. Kết cấu chung của loại vũ khí này bao gồm tên lửa, cáp trung gian, chuỗi nổ, dây neo, bệ phóng và phương tiện chuyên chở. Trong đó, tên lửa thực hiện chức năng mang tải hữu ích chuỗi nổ đến mục tiêu. Động cơ tên lửa có hệ thống điểm hỏa làm nhiệm vụ phát hỏa động cơ. Cáp thép làm chức năng liên kết tên lửa với chuỗi nổ có độ dài đủ để chuỗi nổ không bị ảnh hưởng của luồng phụt động cơ tên lửa. Chuỗi nổ dạng mềm chứa lượng nổ được truyền nổ bằng dây nổ. Ngòi nổ làm nhiệm vụ kích nổ toàn bộ chuỗi nổ khi chuỗi nổ đã nằm trên mục tiêu. Hệ thống hãm là dây neo có độ đàn hồi phù hợp, kết hợp với dù hãm. Bệ phóng dạng trượt bảo đảm cho tên lửa rời bệ phóng đúng theo tầm và hướng xác định. Khi vũ khí hoạt động, động cơ tên lửa được phóng đi từ bệ phóng sẽ kéo dần chuỗi nổ lên khỏi vị trí phóng, đến giải thẳng ở mục tiêu và được kích nổ sau khi chuỗi nổ đã nằm hoàn toàn trên mục tiêu. Giai đoạn 1, tên lửa chuyển động trên bệ phóng. Giai đoạn 2, từ khi tên lửa rời bệ phóng cho đến khi bắt đầu kéo vào chuỗi nổ. Giai đoạn 3, từ khi tên lửa bắt đầu kéo vào chuỗi nổ cho đến khi kéo hết toàn bộ dây neo. Giai đoạn 4, quá trình kéo giãn dây neo và chuỗi nổ rơi xuống đất. Ưu điểm chính của vũ khí phá vật cản mở cửa là tạo được một cửa mở liên tục, nhanh và bất ngờ, giúp làm tăng khả năng cơ động của lực lượng tấn công. Bên cạnh đó, do lực lượng làm nhiệm vụ mở cửa không phải tiếp cận trực tiếp đến hàng rào và bãi mìn của đối phương nên giảm được tối đa thương vong. Uy lực lớn của hàng trăm cân thuốc nổ cũng có tác động uy hiếp mạnh đối phương. Sau đây, mời quý khán giả và các đồng chí cùng chúng tôi trao đổi với Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Thanh, Phó Viện trưởng Viện Tên lửa. Xin chào Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Thanh. Đồng chí có thể chia sẻ là lịch sử phát triển của loại vũ khí phá vật cản mở cửa trên thế giới là như thế nào? Vũ khí phá rào, đấy là tên thường gọi của Việt Nam. Ở thế giới thì đấy nó gọi là thiết bị phá mìn. Và nó là trang bị chuyên dụng cho lực lượng công binh của các quân đội, các quốc gia trên thế giới như là Mỹ, Nga, Trung Quốc. Và hiện nay có thể là có của Hàn Quốc. Tại sao nó là của công binh? Bởi vì là nó, nhiệm vụ của nó là mở dọn sạch các bãi mìn cho lực lượng công binh. Tuy nhiên ở Việt Nam ấy, thì hệ thống đấy chúng ta sẽ gọi là vũ khí phá vật cản mở cửa. Và nhiệm vụ của nó còn phức tạp hơn, giúp cho lực lượng mở cửa đánh chiếm đầu cầu của bộ đội ta thực hiện nhanh chóng và với cái sự tiêu hao sinh lực rất là ít. Đó là nhiệm vụ quan trọng của vũ khí phá vật cản mở cửa ở Việt Nam. Vậy thì đồng chí có thể chia sẻ cái tác dụng cụ thể của loại vũ khí phá vật cản mở cửa là như thế nào? Nhiệm vụ chung của vũ khí phá vật cản mở cửa tức là phá vật cản. Phá vật cản ở đây có hai cái nhiệm vụ là phá tất cả các loại hàng rào như là hàng rào bùng nhùng, hàng rào cũi lợn, hàng rào vướng chân mà đối thủ đặt ra để bảo vệ cứ điểm của đối thủ. Và bên dưới lớp hàng rào đó thì cần phải phá được tất cả các loại mìn. Đối với vũ khí phá vật cản mở cửa cho bộ binh phải phá được tất cả các loại vật cản mìn cho bộ binh. Đối với vũ khí phá vật cản mở cửa cho xe tăng thì phá được tất cả các loại mìn và hàng rào để mở cửa cho xe tăng với yêu cầu về chiều sâu của cửa mở và cái chiều rộng cửa mở đủ điều kiện cho bộ binh và xe tăng tiến công tiêu diệt địch. Vậy thì cụ thể có những cái loại vũ khí nào trong cái nhóm vũ khí phá vật cản mở cửa này và tùy từng bối cảnh thì nó sẽ được sử dụng như thế nào? Hiện nay trên thế giới như Mỹ sẽ sử dụng hệ thống MiG-LiG M58. Với cái hệ thống này, họ cũng đã chuyển giao công nghệ cho nhiều nước thuộc phe đồng minh, các khối NATO.
có sử dụng. Và ở Nga thì hệ thống UR-67, UR-77 đặt trên xe tăng, xe thiết giáp để phục vụ cho nhiệm vụ đó. Ngoài ra thì Nga cũng có cái hệ thống đặt trên bộ do lực lượng bộ binh sử dụng là UR-83. Các vũ khí này đang hiện hữu với uy lực rất lớn như ở các chiến trường Syria hoặc là ở trong cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga hiện nay. Thì cái loại vũ khí này gây một cái ảnh hưởng rất lớn đối với địch thủ. Vũ khí phá vật cản UR-77 Meteorite của Nga được giới chức quân sự biệt danh cho cái tên dòng phun lửa nhiều đầu. Vũ khí này được chế tạo vào năm 1978 dựa trên khung gầm pháo tự hành 2S1 Gorzhka nhằm để thay thế xe phá mìn UR-67. UR-77 hoạt động dựa trên nguyên tắc rất đơn giản. Một hỏa tiễn được phóng đi kéo theo một đoạn dây chứa thuốc nổ. Khi hỏa tiễn hết nhiên liệu rơi xuống đất cũng là lúc thuốc nổ được kích hoạt. Sức ép từ vụ nổ sẽ phá hủy các quả mìn được gài xung quanh. Về thiết kế, xe phá mìn UR-77 có kíp chiến đấu từ 2 đến 4 người. Đầu của thiết bị này được thiết kế giống như một tháp pháo của xe tăng. Tuy nhiên, ở bên trong nó là hai ống phóng chứa các quả tên lửa mang theo dây chứa thuốc nổ phá mìn UZ-67 hoặc UZP-77. Mặc dù mỗi lần phóng hai lượng nổ, xe phá mìn UR-77 phải mất khoảng thời gian từ 3 đến 5 phút để nạp lại lượng nổ cho lần thứ hai. UR-77 cần tới 30 đến 40 phút. Tuy nhiên, nó lại có tốc độ hành trình khá nhanh, đạt vận tốc tối đa tới 60 km mỗi giờ, có khả năng hoạt động trong điều kiện đa địa hình. Ngoài ra, thiết bị phóng lượng nổ được dâng lên nhờ bộ phận nâng tự động. Mỗi lượng nổ được UR-77 phóng đi có thể quét một phạm vi rộng 6m, dài 90m qua bãi mìn, tạo ra sóng kích nổ, làm tan các quả mìn trên bãi. Loại ngòi nổ này triệt phá rất hữu hiệu loại mìn sát thương M-14 của Mỹ. Trên lý thuyết, vũ khí phá mìn UR-77 phục vụ cho công tác công binh mở đường, phục vụ lực lượng tăng thiết giáp. Tuy nhiên, ở chiến trường Syria, nó cũng được dùng để phá hủy các cứ điểm mạnh của quân khủng bố. M-58 Mikhlik là phiên bản do Mỹ sản xuất với nguyên lý hoạt động tương tự như của UR-77. M-58 Mikhlik được trang bị cho quân đội và thủy quân lục chiến Mỹ vào năm 1988. Tổ hợp này bao gồm khung gầm xe kéo M-353 hoặc M-200A1, cụm bệ phóng, bộ dẫn bắn M-147, dây phóng M-58A3 và tên lửa 127mm MK-22-14 có thể phá hủy trận địa mìn có chiều dài 100m, rộng 8m. Tổ hợp phá mìn M-58 Mikhlik phục vụ cho công tác công binh mở đường, cho lực lượng tăng thiết giáp, xe cộ và nhân viên đi qua các bãi mìn và các chướng ngại vật khác. Tên lửa được phóng bằng động cơ MK-22. Sau khi tên lửa đến khoảng cách nhất định, được xác định bởi cáp hãm, nó sẽ rơi xuống bãi mìn và cắt động cơ tên lửa đẩy. Lái xe sẽ lùi xe lại để kéo thắng cáp nổ. Tổ lái kích nổ dây nổ và cắt cáp hãm. Toàn bộ tiến trình phá nổ kéo dài từ 3 đến 5 phút. Tổng lượng chất nổ được sử dụng trong một lần giả phá là hơn 1,2 tấn. M-58 Mikhlik có thể triển khai trong nhiều loại điều kiện thời tiết và khí hậu khác nhau. Mỗi lần phóng, xe phá mìn M-58 Mikhlik chỉ mất từ 3 đến 5 phút để dọn sạch quãng đường qua bãi mìn hoặc phá sập một phòng tuyến đối phương. Nhưng để nạp lại lượng nổ cho lần phóng kế tiếp, M-58 Mikhlik lại cần tới 30 phút. Bên cạnh các tổ hợp vũ khí dùng phá vật cản mở cửa trên bộ, các nước còn thiết kế chế tạo các bộ vũ khí để mở cửa, vượt qua chướng ngại ở vùng duyên hải để phục vụ cho lực lượng tấn công đường biển. Như vậy có thể thấy là trên thế giới người ta cũng rất quan tâm phát triển loại vũ khí phá vật cản mở cửa này. Vậy thì cụ thể nó là như thế nào? Xin mời đồng chí có thể chia sẻ. Đúng vậy. Chúng ta vẫn nói là hiện nay là thời đại của chiến tranh công nghệ cao. Tuy nhiên thì các vấn đề của cuộc chiến thì thường sẽ được giải quyết ở trên chiến trường, trên mặt đất,
Chính vì vậy, các hệ thống về vũ khí phá vật cản mở cửa luôn là những vấn đề hết sức quan trọng mà các nước, các quốc gia đã đang phát triển và phát triển vẫn sử dụng và sử dụng rất hiệu quả trong các cuộc xung đột gần đây. Vậy thì đồng chí có thể chia sẻ là đối với loại vũ khí này thì nước ta đã sử dụng từ khi nào ạ? Ở Việt Nam thì câu chuyện nó bắt đầu từ hồi chiến tranh chống Mỹ, đặc biệt là giai đoạn chiến tranh cục bộ. Khi đấy lực lượng của Mỹ họ vào rất là nhiều và với các trang bị hỏa lực rất là mạnh, các hệ thống mìn và hàng rào rất là phức tạp. Cho nên để yêu cầu của cuộc chiến đó, thì bộ đội cần có một cái loại vũ khí phá hàng rào, rồi dọn mìn nhanh, tạo ra cửa mở để nhanh chiến đấu, đánh chiếm yêu cầu. Và câu chuyện bắt đầu từ năm 1966, thì lúc đấy là cán bộ nghiên cứu của Viện Kỹ thuật Quân sự, tiền thân của Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự ngày nay, bắt đầu nghiên cứu triển khai. Vì lúc đấy điều kiện chiến tranh cho nên là các nhà nghiên cứu tận dụng tất cả những cái có sẵn để thiết kế lên hệ thống, như là động cơ DKB, các ống nổ bộc phá cứng, khi đó sẽ được liên kết lại và dùng động cơ DKB để kéo về phía mục tiêu cần tiêu diệt. Đến năm 1971 thì bắt đầu thử nghiệm thành công, và năm 1972 thì bắt đầu tham gia các chiến dịch như là chiến dịch Trị Thiên, các trận đánh rất nổi tiếng như ở Ái Tử, ở Đồi Tròn, sau đó chiến dịch Tây Nguyên và giành được rất nhiều những cái thành công. Đây là cái giai đoạn của những năm kháng chiến chống Mỹ. Sau khi mà hòa bình thống nhất đất nước thì vũ khí đó tiếp tục được phục vụ trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc phía Tây Bắc và phía Tây Nam. Đến cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, với cái sự phát triển của nền công nghiệp quốc phòng của chúng ta hiện nay, thì quân đội đã giao cho chúng ta việc là thiết kế và tự chủ hóa toàn bộ quá trình thiết kế và công nghệ chế tạo, tiến đến sản xuất vũ khí phá vật cản mở cửa. Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự chúng tôi nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và chuyển giao cho việc sản xuất. Cho đến nay thì vũ khí FMV1 thì đã được nghiên cứu xong, chuyển giao cho Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sản xuất lập công, phục vụ cho nhu cầu của quân đội. Sau thành công của FMV1 thì chúng tôi đã tiến hành FMVT2 là vũ khí phá vật cản mở cửa cho xe tăng. Với cái yêu cầu phá vật cản mở cửa cho xe tăng thì cái yêu cầu về chiều sâu cửa mở, chiều rộng cửa mở và các loại mìn chống tăng đều phải phá hết. Để nói sơ qua lịch sử và sự phát triển của hệ thống vũ khí phá vật cản mở cửa hiện nay cho quân đội ta. Thì vậy thì cái câu chuyện tiếp theo nó là gì? Như vậy chúng ta đã có hệ thống vũ khí phá vật cản mở cửa cho bộ binh, dùng cho bộ binh mang vác. Và tiến tới chúng tôi sẽ nghiên cứu các hệ thống để đặt trên xe, thiết giáp để phục vụ cho lực lượng bộ binh cơ giới thực hiện nhiệm vụ của mình. Ngoài việc thiết kế chế tạo các hệ thống vũ khí, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu thiết kế chế tạo các hệ thống phục vụ cho việc huấn luyện, và đặc biệt là các đợt diễn tập vũ khí, diễn tập phục vụ cho bộ đội chúng ta trong quá trình huấn luyện và diễn tập để đảm bảo được cái khả năng huấn luyện diễn tập của quân đội ta. Đây là cái câu chuyện tiếp theo của chúng tôi. Viện tên lửa nói riêng cũng như là Viện Khoa học Công nghệ Quân sự nói chung thì trong thời gian vừa qua đã có cái sự chủ động như nào trong quá trình nghiên cứu cũng như là chế tạo sản xuất loại vũ khí này ạ? Có thể nói là cái hệ thống vũ khí phá vật cản mở cửa của Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự chúng tôi nghiên cứu thiết kế hiện nay trên nền tảng tích lũy từ những cái nhu cầu, từ những thực tiễn chiến tranh của đất nước ta, phù hợp với cái nghệ thuật tác chiến của quân đội ta, phù hợp với thể lực của bộ đội chúng ta. Chính vì vậy cái hệ thống này có thể nói là không trùng lặp về mặt tương đồng với các hệ thống vũ khí trên thế giới. Tất cả những cái nghiên cứu chúng tôi trên cơ sở nền tảng là từ những cái tính toán thiết kế có được, rồi đó qua trải qua thực nghiệm, kiểm chứng và triển khai công nghệ chế tạo và thực nghiệm. Vì vậy toàn bộ quá trình, có thể nói là toàn bộ quá trình nghiên cứu thiết kế chế tạo và đến hiện nay như là FMV1 đã chuyển giao cho sản xuất cho công nghiệp quốc phòng, là Việt Nam hoàn toàn chủ động và tự chủ việc đó. Đây là vũ khí phá vật cản mở cửa cho bộ binh FMVB1. Vũ khí FMVB1 dùng phá các loại mìn và các loại rào chống bộ binh thông thường. Vũ khí có tầm bắn lớn nhất hàng trăm mét, chiều sâu cửa mở hàng chục mét, chiều rộng cửa mở tính bằng đơn vị mét. Phối bộ vũ khí FMVB1 gồm bệ phóng, động cơ, điểm hỏa cơ khí, các mô đun nổ, hộp neo hãm, cọc neo và ngòi nổ cơ khí.
Điểm đột phá nhất trong vũ khí SMV-B1 là việc thiết kế chế tạo thành công chuỗi nổ sử dụng các trục mềm chịu lực với các khối thuốc nổ rắn. Việc thiết kế chế tạo thành công chuỗi nổ kiểu này đã cho phép loại trừ những nhược điểm khó khắc phục về độ tin cậy, truyền nổ của chuỗi sử dụng vỏ chịu lực với thuốc nổ dạng bột trước đây. Để kéo dài thời gian hoạt động phù hợp hơn với tải, chuỗi thuốc nổ, động cơ SMV-B1 được thiết kế kiểu 2 tầng. Tầng 1 có tác dụng tạo vận tốc rời bệ, đủ cho hoạt động ổn định của chuỗi trên quỹ đạo, kéo toàn bộ chuỗi lên khỏi mặt đất. Áp suất tầng 1 được đảm bảo bằng các loa phụt rời, lắp chặt trên cụm loa phụt tại đuôi động cơ. Tầng lực đẩy thứ 2 được kích hoạt bằng bộ giữ chậm, lắp tại cụm trung gian giữa hai tầng lực đẩy. Điểm hỏa cơ khí cũng được gá lắp trên cụm trung gian 2. Kết quả nghiên cứu mới nhất của Viện Tên Lửa đã đạt được các tiến bộ rất đáng kể về các công nghệ nền tảng, công nghệ chống cháy, bảo vệ nhiệt, khối tới hạn loa phụt, công nghệ vỏ động cơ, phục vụ thiết kế chế tạo động cơ tên lửa nhiên liệu rắn, dùng cho vũ khí phá vật cản mở cửa. Với kết cấu vật liệu và công nghệ mới, đã thiết kế chế tạo thành công động cơ một tầng, hai chế độ lực đẩy. Động cơ này có khối lượng giảm khoảng 20% so với động cơ SMV-B1, nhưng cho phép tăng tầm bắn của phối bộ vũ khí SMV-B1 tăng thêm 20% ở các giải nhiệt độ môi trường làm việc thực tiễn Việt Nam. Từ đây, làm cơ sở thiết kế chế tạo mới các vũ khí phá vật cản mở cửa khác. Có thể nhận thấy rằng, quá trình nghiên cứu phát triển vũ khí phá vật cản mở cửa của Việt Nam đã có nhiều thành công, góp phần trực tiếp vào việc nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội. Hiện nay, công nghiệp Việt Nam, trong đó có nền công nghiệp quốc phòng, đã được đầu tư nhiều năm và có tích lũy tiến bộ đáng kể. Đây là các điều kiện rất thuận lợi cho phép chúng ta triển khai nghiên cứu, phát triển đồng bộ vũ khí phá vật cản mở cửa mới, từng bước đưa vào sản xuất, trang bị, đáp ứng được các yêu cầu kỹ chiến thuật của các loại vũ khí trang bị hiện đại cho quân đội ta trong tình hình mới. Vũ khí phá vật cản mở cửa cho xe tăng FMVT2 là một ví dụ. Từ tình hình nghiên cứu vũ khí phá vật cản mở cửa trong ngoài nước và chỉ tiêu kỹ chiến thuật đã được phê duyệt, cho thấy trong nghiên cứu thiết kế chế tạo vũ khí phá vật cản mở cửa cho xe tăng FMVT2 hiện nay, sẽ phải giải quyết các bài toán như khối lượng thuốc nổ và tầm bắn lớn, nhưng bộ binh phải mang vác được. Hệ thống động cơ không chỉ phải có xung lượng đủ lớn để đưa khối thuốc nổ hàng trăm kg bay xa được hàng trăm mét, mà còn phải hoạt động tin cậy ở các giải nhiệt độ môi trường thực tế của Việt Nam, đặc biệt là vùng nhiệt độ lạnh, đồng thời phải dễ dàng tháo lắp để bộ đội mang vác được. Chuỗi nổ có thể mở cửa mở dài hàng chục mét, rộng đủ cho xe tăng. Hệ thống ngòi nổ cần đảm bảo khả năng kích nổ tin cậy chuỗi nổ. Bệ phóng cần đủ cứng, vững, bảo đảm tốc độ rời bệ cho hệ thống động cơ, đồng thời đủ nhỏ gọn để triển khai nhanh và bộ đội dễ dàng mang vác. Trong đó, nghiên cứu thiết kế chế tạo động cơ vô cùng quan trọng. Vũ khí SMV-T2 sử dụng động cơ 2 tầng, làm việc đồng thời, được tháo rời trong hành quân và vận động chiến đấu. Vấn đề đặt ra là cần phải nghiên cứu cách nối ghép để đảm bảo tính năng khí động, khả năng hoạt động đồng thời của 2 tầng động cơ này. Vũ khí SMV-T2 với cái linh hồn là động cơ vũ khí SMV-T2 dùng để kéo chuỗi nổ đến mục tiêu. Động cơ vũ khí SMV-T2 là một bộ phận cấu thành gồm 2 module. Thì đây là một cái module động cơ. Thì về cấu tạo của module động cơ thì bao gồm phần thân vỏ bằng thép, bên trong là sử dụng thỏi nhiên liệu rắn. Về thỏi thuốc phóng nhiên liệu rắn thì để đảm bảo quy luật bề mặt cháy thì thỏi thuốc phóng được bọc lớp hạn chế bề mặt cháy. Ngoài ra để đảm bảo độ bền kết cấu cho toàn bộ thân vỏ động cơ thì toàn bộ phần thân cũng như phần đáy được bọc lớp bảo vệ nhiệt. Và đây là cũng là một cái công nghệ quan trọng mà chúng tôi đã làm chủ được trong thời gian những năm vừa qua. Quá trình tính toán thiết kế chế tạo động cơ SMV-T2 trải qua rất nhiều bước, nhưng quan trọng nhất là phải thiết kế, nghiên cứu, chế thử
và thử nghiệm động cơ trên giá thử với các giải nhiệt độ khác nhau, nhiệt độ môi trường, nhiệt độ âm 5 độ C, nhiệt độ 50 độ C để kiểm tra các thông số lực đẩy của động cơ trong giải nhiệt độ thử nghiệm. Tiến hành nghiên cứu chế thử các động cơ để xây dựng công nghệ và tiến hành thử nghiệm kéo chuỗi, bao gồm chuỗi nổ giả có dây nổ, chạm nổ, chuỗi nổ thật để đánh giá khả năng làm việc thực tế của động cơ. Sau đó là quá trình thiết kế chế tạo các thành phần còn lại của vũ khí như chuỗi nổ, neo, ngòi nổ FMVT2, bệ phóng. Theo đó, bệ phóng được thiết kế chế tạo bảo đảm khả năng phóng, tháo lắp, mang vác được và khả năng lắp ráp kính nhìn đêm. Tại Trung tâm Công nghệ Cơ khí Chính xác, một thành viên không thể thiếu trong chu trình sản xuất vũ khí FMVT2. Tại đây, các chi tiết từ nhỏ đến vừa và lớn được các kỹ sư, công nhân sản xuất tỉ mỉ, chính xác. Quan trọng nhất và chính xác nhất là cụm chi tiết ngòi nổ. Thì tất cả từ cái quá trình thiết kế đến chế tạo thì đều được tiến hành tại Viện Tên lửa và được chế tạo tại Trung tâm Công nghệ Cơ khí Chính xác chúng tôi. Chúng tôi phải giải quyết được hai bài toán. Bài toán thứ nhất là về cái vật liệu, một số các cái vật liệu đặc thù, ví dụ như là vật liệu kim loại màu, vật liệu phi kim loại mà chế tạo để là lắp ráp để thử nghiệm để đạt được cái xác suất làm việc tốt nhất, tỷ lệ nó phải là 100%. Cái quá trình này được chúng tôi tiến hành chế tạo xong rồi lắp ráp xong rồi thử nghiệm lặp đi lặp lại để triệt tiêu tất cả những cái gì có thể gây sai sót, làm sao cho được cái sản phẩm cuối cùng là cái sản phẩm đạt được cái chất lượng tốt nhất. Và đây là sản phẩm hoàn chỉnh của FMVT2. Giới thiệu với các đồng chí, đây là toàn bộ cấu hình của hệ thống vũ khí phá vật cản mở cửa xe tăng, gồm có bệ phóng, động cơ, chuỗi nổ, ngòi nổ và hệ thống neo hãm. Hệ thống này có khả năng phá vật cản mở cửa cho xe tăng với cái chiều sâu hàng chục mét và mở đảm bảo cho xe tăng có thể cơ động dễ dàng vào trận địa đối phương. Đây là cái bệ phóng của vũ khí phá vật cản mở cửa xe tăng. Bệ phóng thì có cấu tạo tương đối đơn giản, đảm bảo đủ cho bộ binh có thể mang vác được. Nó gồm có các cái hệ thống ngắm và hệ thống chỉnh hướng, cũng như là một đường trượt để cho động cơ hoạt động. Đây là động cơ của hệ thống vũ khí. Động cơ là động cơ nhiên liệu rắn, hai chế độ lực đẩy và thiết kế làm hai mô đun có thể ghép đối với nhau dễ dàng. Đây là chuỗi nổ của phối bộ vũ khí phá vật cản bằng xe tăng. Chuỗi nổ có cấu tạo từ dạng dây trục chịu lực, trên đấy gắn các cái khối thuốc nổ mạnh được nén ép bằng A91 có uy lực rất lớn. Với cái khối lượng hàng trăm cân nhưng nó có cái uy lực tương đương với cái khối bọc phá mà bộ đội ta đã sử dụng phá đồi A1. Lần đầu tiên, việc nghiên cứu thiết kế chế tạo đồng bộ vũ khí phá vật cản mở cửa FMVT2 được triển khai thực hiện một cách đồng bộ. Các nội dung nghiên cứu là một bước tiếp cận với trình độ nước ngoài trong lĩnh vực thiết kế chế tạo vũ khí có sử dụng kỹ thuật tên lửa. Hướng phát triển tiếp theo của đề tài là nghiên cứu thiết kế chế tạo vũ khí FMVT1, cũng như cải tiến, tăng tầm, đồng bộ hóa các mô đun trong họ vũ khí FMV08, FMVB1, FMVT2 và FMVT1. Những luận cứ trong cách thức tiếp cận và giải quyết vấn đề của đề tài là những bước đi cụ thể, quan trọng trong việc tập hợp các nhà khoa học và tận dụng nguồn lực quốc gia trong việc phát triển những lĩnh vực mũi nhọn nhằm từng bước hiện đại hóa quân đội. Thực hiện toàn bộ nội dung của đề tài là một cách đào tạo thực tiễn có hiệu quả cán bộ nghiên cứu trong phương cách tổ chức, phối hợp thực hiện của một vấn đề mang tính đa ngành, chuyên sâu.
Thưa quý khán giả và các đồng chí, có thể thấy trong tác chiến hiện đại, loại vũ khí phá vật cản mở cửa vẫn phát huy được tác dụng của chúng. Việc nghiên cứu để khai thác làm chủ trong phục vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu đem lại nhiều ý nghĩa thiết thực. Chương trình hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý khán giả và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.